Dạ, kênh Hoa Sứ Mỹ Ngân, con xin chào cô chú cùng các anh chị mình. Hôm nay xin giới thiệu cô chú anh chị mình một cây sứ ghép nằm chậu C12, có hoành cũ là 68, chiều cao là 86 nha cô chú anh chị mình ha. Đây ghép mặt hoa là hồng chi cô chú anh chị mình. Ủa, nó lộn hồng chi. Mặt hoa là ngọc chi nha cô chú anh chị mình ha. Đó, rất là đẹp luôn, bông sai to bằng cái bàn tay luôn cô chú anh chị, này nó chưa có nở bung luôn nha, con mới gạch ra chứ nó chưa có nở bung ra hết, bông rất là to luôn. Này có tên là ngọc chi nha cô chú anh chị mình ha, ngọc chi nha, rất là đẹp luôn, sai bông to như cái bàn tay của mình vậy đó, cái đó chưa nở bung ha. Thì cây hoành cũ là 68 nha cô chú anh chị mình ha, chiều cao là 86, đó, củ khá là to bự đều luôn nha, nằm chậu C12 mà cây này khá là to luôn, rất là đẹp như cô chú anh chị mình ha. Rồi cây này thì con giao lưu với cô chú anh chị mình với cái giá là 330k. Cô chú anh chị nào yêu mến thì liên hệ với con qua số điện thoại là 0932612668. Tiền phí thì bên người mua trả dùm con nha cô chú anh chị mình. Hàng này con bán không bao phí nha. Cây này khá là đẹp, củ tròn đều ha. Rồi con xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào clip tiếp theo ạ.